Mẹ mẹ nếu mẹ đang xem video này, con xin lỗi mẹ. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem một vòng căn bếp của mình. Khu vực bếp là cái khu vực mà mình rất là thích trong căn nhà của mình. Vì vậy mình dành khá là nhiều sự đầu tư công sức, thời gian, tiền của cho cái căn bếp. Thực ra trong một cái video trước khi mà mình dẫn các bạn đi xem cái căn nhà của mình khi mà nó còn đang trang trí ấy, cái bếp nó vẫn còn trống mà mình còn hỏi ý kiến của các bạn để trang trí cái gì vào đó nữa, đặt cái gì vào đó nữa. Ngày hôm nay ấy, cũng như là một cái cập nhật dành cho các bạn khi mà mình đã hoàn thiện cái căn bếp rồi. Bây giờ thì bắt đầu đi xem với mình nha. Như các bạn thấy thì căn bếp của mình ấy, nó bao gồm một cái bệ bếp ở trong khá là nhỏ. Cái ăn tiền ở đây ấy, là cái đảo bếp ở ngay đằng trước này, nó cực kỳ nhiều chỗ luôn các bạn. Cái này ấy, nó ưu việt hơn rất nhiều so với căn bếp nhỏ xíu của mình ở nhà cũ. Tại vì cái căn bếp này ấy, nó rất là thoáng, nó mở hoàn toàn. Các bạn có thấy không gian nó mở không? Chỗ mà các bạn đứng ấy, là cái bàn ăn, cái chỗ bên này là cái sofa. Bởi vậy cho nên là tất cả những người ở bếp đều có thể nói chuyện với những người ở bàn ăn và những người đang ngồi ở sofa, tạo nên một cái không gian nó rất là xã hội, nó rất là giao lưu, mình rất là thích cái kiểu đấy. Cái đảo bếp và cái tủ bếp này ấy, khi mà mình chuyển vào nhà thì nó là màu trắng hoàn toàn. Và mình cũng suy nghĩ là hay là mình làm một cái gì đấy để trang trí. Mình suy nghĩ rất nhiều xem là mình có nên dán hay là ốp cái gì vào cái phần này của cái đảo bếp không. Tại vì cái phần này thì nó hoàn toàn là nó trắng mà. Cái chỗ này là cái chỗ có thể trang trí được. Mình có thể ốp gạch này, mình có thể dán đề can hình gạch này, màu này, màu nọ, tất cả các loại màu. Mình suy nghĩ một hồi, mình suy nghĩ tới, suy nghĩ lùi. Thì cuối cùng mình kết luận lại là mình muốn để cho nó trắng, để cho nó có một cái sự, nói chung mình rất thích màu trắng ở trong nhà. Cái bếp ấy, khi mà nó có một cái gam trắng và cái gam khá là trung tính như thế này thì nó tạo nên một cái cảm giác khá là sạch sẽ, khá là dễ chịu mà mình khá là thích. Thế cho nên là mình quyết định không đụng đến cái phần này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô trong. Đầu tiên ở trên cái bệ bếp mình để một cái máy phun tinh dầu. Cái máy phun tinh dầu này thì mình mua ở trên Shopee. Cái này ấy, thì nó có cái hay ở chỗ là nó có tí trang trí ở đây. Nhìn nó giống như là cái quả cầu trang trí mà các bạn vẫn thấy ấy. Tại sao mình lại để máy phun tinh dầu ở đây? Khi mà nấu ăn ấy, nhất là khi các bạn nấu những cái món mà có mắm ấy, các thứ thì nó bị hôi, thế cho nên là mình để một cái máy xông tinh dầu ở đây. Vị trí của nó ở đây là tại vì có ngay một cái ổ cắm điện ở đây. Ổ cắm điện ở đây thì cắm cái máy này với cả cắm một cái kiểu giống như là wifi ấy. Cái cục wifi chính ở trong cái phòng làm việc. Thế nhưng mà ở ngoài này mình cắm cái cục này là để nó phát wifi ra toàn bộ ngôi nhà, và cái sóng wifi nó nói chung là nó được phân phối mạnh mẽ hơn, tỏa mạnh mẽ hơn ở trong nhà mình. Vậy thôi, khi mà mình nấu ăn hôi ấy, thì là mình sẽ phun cái máy phun tinh dầu này để cho nó át cái mùi hôi đi. Cái mùi tinh dầu mà mình thích nhất ấy, thì thường là mùi vỏ cam hoặc là mùi bạc hà. Cái mùi nó rất là mát và cái mùi nó làm cho bạn cảm thấy là thoải mái, mà cái mùi đó ai cũng sẽ ngửi được ấy. Mình cảm thấy những cái tinh dầu hoa hoặc là những cái tinh dầu mà cái mùi mà nó ấm, có người thích có người không, nó khá là kén. Tinh dầu mùi xả thì ai cũng thích, thế nhưng mà nó lại quá là phổ biến rồi. Bạn đi đâu người ta cũng làm cái tinh dầu mùi xả hết, đặc biệt là trong các cái nhà vệ sinh công cộng. Thế cho nên là mình không còn cái hứng thú đặc biệt cho cái mùi xả như trước nữa. Và cái mùi mà hiện nay mình yêu thích nhất là cái mùi bạc hà và cái mùi cam. Thì đó là hai cái mùi mà mình thích nhất dành cho cái căn bếp và toàn bộ không gian chung của căn nhà của mình. Đi vô tiếp thì mình có một cái kệ chạm bát. Các bạn tưởng là cái chạm bát thì nó chỉ là cái chạm bát thôi, thế nhưng mà đối với mình thì không các bạn. Cái chạm bát đối với mình là một cái quyết định, là một cái sự tìm kiếm rất lâu mà mình mới tìm được cái chạm bát mà mình thực sự ưng ý nhất. Tức là nó phải dễ dọn rửa này. Cái phần nước ấy, khi mà mình rửa xuống ấy, thì nó sẽ có cái máng ở đây này. Cái nước nó sẽ trôi xuống cái bồn rửa bát chứ nó không đọng lại, nó rất là hôi và nó rất là dơ. Nhiều nhà người ta làm cái chạm bát ở trên này thì không nói làm gì rồi. Khi mà bạn để bát lên trên thì nó rớt, nước nó rớt hẳn xuống cái bồn rửa. Thế nhưng mà nhiều nhà người ta để cái chạm bát ở bên cạnh này và người ta chỉ để một cái khay ở dưới thôi. Thế nhưng mà người ta lại không dọn cái chỗ nước đấy thường xuyên ấy. Nhiều khi người ta cứ để nước đọng ở đấy rồi dần dần ấy, cái nước đấy nó chuyển thành cái dạng nhớt nhớt chứ nó không còn là nước nữa. Nói chung rất ghê. Và mình có cái nhu cầu là mình cần phải thoát nước ngay lập tức khi mà mình rửa chén. Bởi vậy cái chạm bát này là một cái chạm bát mà mình cực kỳ tâm đắc. Và nhất là nó màu trắng nữa các bạn. Cực kỳ khó để tìm được một cái chạm bát màu trắng. Các bạn biết không, nhiều khi chạm bát người ta làm nhiều màu lắm các bạn. Nhiều màu thực sự luôn ấy. Cái này mình mua ở cửa hàng Lock & Lock. Các bạn ra các cửa hàng Lock & Lock sẽ đều có hết. Cái chạm bát này thì nó hơi mắc một chút, hình như là nó hơn 1 triệu rồi vậy. Mình sẽ để cái giá ở dưới này. Cái này ấy, là cái miếng rửa bát mà mình để phơi vào đây này các bạn. Đây là cái móc. Thực ra đây là cái tặng kèm của cái đồ mà treo ở trong nhà tắm ấy. Mình mua một cái kệ treo ở trong nhà tắm, người ta tặng kèm cho cái này. Phòng khi là mình muốn treo nó vào cửa, nhưng mà mình không treo nó vào cửa, mình treo nó trên tường. Cho nên là tự dưng mình có dư một cái này mình xài. Bởi vậy cho nên là mình để ở đây.
xong rồi mình treo cái mút rửa bát vào đây thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ sạch và nó cũng sẽ khô ấy. Khi mà đi ngủ mình cần phải biết là cái miếng rửa bát của mình nó khô, nó không để ướt được. Khi mà mình có cái cảm giác là cái miếng rửa bát nó đang bị ướt và nó đang bị ẩm thấp ở một đâu đấy, mình cảm thấy mình không ngủ được, nó cần phải khô và cần phải sạch thì mình mới ngủ ngon hàng đêm, các bạn biết không? Tiếp theo là cái bồn rửa bát của mình có hai cái bồn rửa bát song song ở hai bên, kích cỡ nó bằng nhau. Cái này nói thật với các bạn mình không thích lắm. Khi mà mình chuyển nhà thì cái này nó đã là cái bồn rửa bát mà người ta xây sẵn rồi, cho nên là mình chấp nhận thôi. Thế nhưng nếu mình được chọn nha các bạn, mình sẽ chọn một cái bồn rửa bát mà nó to. Đây kiểu như là tự nhiên nó nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi nó nhỏ nhỏ ở đây. Mình biết là nhiều bạn sẽ thích hai cái bồn rửa bát để kiểu như một bên rửa bát, một bên rửa rau, tiện chế biến đồ ăn hay là như thế nào đó. Thế nhưng đối với mình, tự nhiên có cái này ở đây mình thấy rất là vướng ấy. Nhiều khi quay cái vòi nước sang bên này thì nó lại bị bắn hết sang bên này, mình quay bên này nó bị bắn hết sang bên này. Nếu mà mình có thể rửa ở đây là tốt nhất, thực sự cái nước nó sẽ không bắn nhiều ra ngoài. Thế nhưng mà ở đây nó lại có một cái bồn chặn như thế này cho nên mình không thích lắm. Đây là cái bồn rửa mà mình rất là thích, tại vì nó có cái này các bạn. Khi mà mình lôi ra thì nó sẽ phun nước được đủ hết tất cả mọi chỗ hết. Đặc biệt là khi mình có một cái nồi gì mà nó lớn và nó to mà nó nặng ấy, thì mình không cần phải dí ở đây và mình giữ để mình xả nước vào trong, mà mình chỉ cần để nó ở trên bệ bếp, sau đấy mình kéo cái này ra và mình xả nước vào trong cái nồi đó chẳng hạn, thì nó rất là tiện. Cái này nó cũng tiện hơn cho cái việc rửa bát. Cái này là cái lọc nước, thì cái nước thì nó lọc nước thì nó ra nước đã lọc thôi. Ở nhà này thì mình uống nước này, mèo uống nước này, còn anh bạn thân uống nước vòi này. Mình đùa đó các bạn, anh bạn thân cũng uống nước vòi này, ai cũng uống nước vòi này hết. Chứ không có đến nỗi phân biệt đối xử như thế. Tiếp theo, đây là những cái thứ mà mình vừa mua, mình rất là thích. Mình mua ở bên cái cửa hàng Fuji. Cái đợt vừa rồi mình đi Indonesia và mình chọn mua hai cái này. Một cái là để đựng cái nước rửa bát và một cái để đựng nước rửa tay. Và cái mà mình rất là ưng là cái này bằng nhựa nhưng mà nó lại rất là dày, rất chắc chắn các bạn. Cho nên là nó sẽ rất bền theo thời gian. Khi mà mình mua nước rửa bát và mua cái đồ rửa tay ấy, thì mình không cần phải mua cái chai nhựa mà mình sẽ mua cái túi để mình chút vào đây. Thì cái túi đó cũng là túi ni lông, cũng là túi nhựa, thế nhưng mà thải ra một cái túi nhựa thì nó đỡ hơn là thải ra một cái chai nhựa. Mỗi lần mà mình đi mua, cái gì giảm được thì giảm, không tuyệt đối được. Mình không thể kiếm được ở đâu mà cái đồ rửa bát mà nó đựng trong một cái túi bằng giấy thì mình không kiếm được. Thế nhưng mà cái gì mà mình giảm được thì mình có thể giảm cái lượng nhựa mà mình thải ra môi trường ấy. Hai cái lọ này thì nó để lên một cái khay như thế này các bạn. Cái khay này cũng là ở Fuji luôn, nó cùng một bộ của nó. Thì cái này nó rất là tốt ở cái chỗ là khi mà các bạn để ở bên cạnh cái bồn rửa bát thì nó không bị đọng nước. Mình cực kỳ khó chịu khi mà mình cảm giác là khi mà mình dùng cái lọ này chẳng hạn nha, mình lấy cái nước rửa bát thì mình ấn xong rồi mình lấy, thì khi mà mình rửa bát ấy, mình lấy rồi mình rửa, rồi mình lấy rồi mình rửa, thì là cái nước nó chảy xuống đây xong rồi nó đọng xuống cái chỗ dưới này này. Nếu mà mình để ở trên cái mặt bếp ấy, thì lúc nào ở dưới này nó cũng ướt và nó sẽ rất là dơ. Bởi vậy khi mà mình để lên đây, mọi thứ nó sẽ đều khô ráo, có sạch sẽ hết. Cái khay này ấy, thực chất là để 3 lọ. Khi mà ở Fuji ấy, nó có rất là nhiều kiểu lọ này. Nó có 3 màu, màu nâu này, màu trắng với lại màu xanh. Thì người ta có thể kiểu như là mix and match, kiểu phối màu các thứ, mua lọ này, lọ kia phù hợp theo cái nhu cầu của người ta. Cái khay này ấy, thì thực ra là đựng được 3 cái lọ như thế này, các bạn thấy không? Nếu mà đựng 3 cái lọ thì nó vừa vào luôn. Nhìn nó vừa khít, rất là vuông vắn, vừa khít và nhìn rất là sướng. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình chỉ mua 2 cái lọ thôi. Tại vì thực sự bây giờ mà để một cái lọ thứ 3 vào cũng không biết để cái gì vào đấy ấy. Bây giờ có cái nước rửa bát với nước rửa tay là thôi đủ rồi, chứ còn cái gì mà đựng vào đây nữa, đúng không? Bởi vậy cho nên là mình chỉ mua 2 cái lọ thôi. Và mình chấp nhận cái việc là nó hơi dư ra cái khay này một chút, nó không được khít. Nhưng mà thôi, không sao, không có gì là hoàn hảo cả các bạn. Quay vô cái phần bếp ở trong này, bắt đầu từ đây là cái tủ lạnh đại tướng của mình. Thực sự mắc cười lắm các bạn. Đầu tiên mình và anh bạn thân cầm cái thước dây đo cái khoảng trống ở đây này. Cái ô ở đây là người ta đã cho sẵn rồi, bởi vậy cho nên tụi mình phải đo cái chiều cao này, cái chiều rộng với cả cái chiều sâu ở bên trong, đo chính xác những cái số đo đó, sau đấy đi vô trung tâm điện máy và đi qua từng cái tủ lạnh đo và tìm mua cái tủ lạnh nào mà cái yếu tố vừa vặn là cái yếu tố hàng đầu các bạn. Khi mà các bạn đi mua tủ lạnh ấy, thì nhiều khi các bạn để ý đến thiết kế trước này, màu sắc trước này, các cái tính năng trước này nọ, thì các bạn ưu tiên những cái yếu tố đó trước. Thế nhưng mà cái yếu tố ưu tiên của tụi mình ấy, lại là vừa vào trong cái khoảng không này. Tại vì không có lý do gì mua một cái tủ lạnh mà nó lại nhỏ hơn cái chỗ hổng, đúng không? Mình nói thật, mình xem ở trên TV, mình thấy nhiều nhà
nhiều nhà cái lỗ to chừng này. Thế nhưng mà cái tủ lạnh người ta chỉ vừa độ khoảng 3/4 cái ô đấy ấy. Còn 1/4 của cái ô đấy hở ngoác vào trong, tự nhiên có một cái khe ở trong. Thì nhìn nó rất là buồn cười, mình không thích như vậy. Mình thích cái tủ lạnh nó vừa khít cái chỗ này. Lần trước các bạn nhắn tin cho mình, không phải là nhắn tin cho mình, các bạn bình luận cho mình, các bạn nói là cái tủ lạnh nó cần phải có một cái khoảng không ở phía trên để nó thoát khí. Thực ra lúc đầu mình đọc cái comment của các bạn mình cũng hơi hoảng mà mình ra kiểm tra ngay. Thế nhưng mà thực ra là như vậy này các bạn, cái cửa tủ nó cao lên đến đây thôi. Thế nhưng mà bản thân khi mà cái thân tủ khi mà nó vô trong ấy, nó tụt xuống một chút. Bản thân cái tủ này này, cái cửa của nó ấy, nó xuống đây, nhưng mà khi mà vô trong ấy thì nó lại hổng lên một chút. Hai cái này nhìn bên ngoài nó có vẻ khít nhau, thế nhưng mà khi mà vô trong ấy thì nó lại có một cái khoảng không cho cái tủ lạnh nó thở. May quá. Chứ nói thật là bây giờ mình đã mua tủ lạnh rồi, các bạn bình luận các bạn nói là cái tủ lạnh bây giờ nó không thở được thì mình cũng không biết làm như thế nào cả. Tại vì đây là cái tủ lạnh gần giống như là duy nhất ở cái trung tâm điện máy mà mình có thể tìm được, có thể để vừa cái này. Và rất là hên các bạn, khi mà mình vào trung tâm điện máy ấy thì cái tủ lạnh này nó đang sale đúng không anh? Không phải là nó đang sale mà nó đang bán cái mẫu trưng bày duy nhất còn lại ở cái trung tâm điện máy đó. Nó không còn trong kho nữa rồi. Bởi vậy nếu mà mình mua ngay cái mà nó trưng bày ấy thì nó sẽ được giảm bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Không, em nhớ rồi, bình thường cái tủ lạnh này sẽ khoảng 20 triệu này. Nhưng mà nếu mình mua cái mẫu mà nó đang ở trưng bày thì nó chỉ còn 11 triệu thôi. Giảm đến 9 triệu bạc, tội gì mình không mua đúng không? Mặc dù người ta nói là cái mẫu trưng bày thì nhiều người người ta không thích mua, tại vì nhiều người đi qua đi lại sờ soạng các thứ thì nó bị xước ở đây ở kia. Thế nhưng mà mình hoàn toàn mình không có cái vấn đề gì về cái việc đấy cả. Tại vì bây giờ mình mua về rồi, tất cả những cái chỗ này nó đều có những cái miếng dán á. Về nhà thì mình bóc ra thì nó cũng như mới, nó không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà quan trọng nhất là nó được giảm đến 9 triệu so với cái giá của nó. Thực sự quá lời. Tới cái phần bên của cái tủ lạnh ấy, thì nó có cái độ hít cho nam châm ấy. Mình có tất cả những cái nam châm, những cái nơi mà mình và anh bạn thân đã đi qua. Ở trên cái bệ bếp này thì mình để cực kỳ ít thứ thôi. Tại vì như các bạn thấy ấy, cái không gian nấu nướng này nó không có được nhiều. Mình thích dùng đồ gỗ, đồ tre thay vì đồ nhựa. Bản thân cái này này, cái bộ này mình cũng dùng thay cho cái đồ nhựa. Khi mà các bạn đi mua những cái đồ này để nấu này thì thường các bạn sẽ không thích mua cái đồ kim loại đúng không? Tại vì nó sẽ làm xước cái nồi. Nhiều khi các bạn mua cái đồ nhựa mà bằng silicone á, mình nghĩ là nó không tốt. Tại vì ok, người ta có thể nói là cái silicone đấy nó an toàn và nó này kia, thế nhưng cuối cùng nó cũng là nhựa. Và theo như mình thấy thôi, nhựa mà lại chọc vô cái nồi nấu nướng đang nóng ấy, thì nó không thể nào tốt được. Nói chung mình cảm thấy là như vậy thôi. Nếu mà các bạn có thể mua đồ gỗ thì mình nên mua đồ gỗ. Cái bộ này mình mua 5 món đầy đủ tất cả các thứ ở Uncle Bill's ở trên Shopee ấy. Các bạn có thể order ở trên Shopee, người ta mang đến rất là nhanh. Mình order cái này có 4 tiếng à. Ừ, 4 tiếng là người ta mang đến nơi. Mình rất thích mua đồ online ở cái điểm như vậy các bạn. Nhiều khi nhá, các bạn mua đồ online ấy, các bạn chẳng phải đi đâu cả. Trời nắng nôi mưa gió, các bạn chỉ cần ngồi các bạn order thôi. Sau đấy ấy, người ta mang đến cho bạn chỉ sau 2 tiếng đồng hồ hoặc 4 tiếng đồng hồ. Thực sự sướng luôn đấy, nhất là những cái đồ linh tinh như thế này. Tại vì khi mà các bạn đi ra đường, vào cửa hàng, gửi xe, các thứ, gửi đồ vân vân chỉ để mua những thứ nhỏ nhỏ như này, nhiều khi nó rất là mất thời gian. Trong khi các bạn có thể mua online thì tại sao lại không, đúng không? Đây là cái hộp trà của mình để ở trên bệ bếp. Tại vì ngày nào mình cũng uống trà hết. Cái trà ấy, thì mình pha như thế này này các bạn. Mình chỉ cho các bạn một mẹo để uống trà mà không thải ra quá nhiều chất thải trong một ngày. Khi mà các bạn mua trà ấy, mà các bạn mua những cái trà túi lọc ấy, nó rất nhiều chất thải các bạn. Các bạn mua một cái hộp trà nhiều khi nó có cái hộp giấy không nói làm gì rồi nha. Xong rồi các bạn mở ra, mỗi cái túi lọc trà lại là một cái gói nhựa khác nhau. Bản thân cái túi lọc trà cũng lại là một cái chất thải nữa khi mà các bạn uống trà. Bởi vậy từng cốc trà của bạn sẽ thải ra rất là nhiều chất thải. Vì vậy mình có một cái mẹo như thế này mình bày cho các bạn nha. Cái trà thì các bạn nên mua cái trà gọi là loose, tức là cái trà lá mà nó đã bán ở trong một cái hộp lớn hoặc gói lớn. Thì cái trà nó sẽ như vậy. Đây không phải là trà mà mình mua, đây là trà sâm dứa mình được subscriber của mình lặn lội suốt từ Đà Nẵng vào trong Sài Gòn để tặng mình. Thực sự cái trà sâm dứa này rất là ngon. Bạn Phương, nếu mà bạn đang xem cái video này thì mình cảm ơn bạn. Cái trà này mình uống rất là ngon. Cái trà này ấy, mình sẽ pha như này các bạn này. Cái này là cái đồ mà các bạn có thể cho trà vào này. Cái này nó có lưới và nó là kim loại, các bạn có thể rửa đi rửa lại mỗi ngày, dùng mà không cần phải thải ra bất cứ một cái túi lọc gì hết ha. Cho cái trà vào đây. Cái lượng trà thì nó sẽ tùy thuộc vào các bạn uống đặc hay là uống loãng thì tùy các bạn thôi. Sau đó các bạn nắp lại. Cái này các bạn có thể mua được rất là nhiều ở trên các trang mạng. Cái này thì mình mua ở Zero Waste Sài Gòn, các bạn có thể tham khảo nha. Sau đấy các bạn lấy một cái bình lớn như thế này. Đây là cái bình Luminac mình mua ở trên Shopee luôn. Mình bỏ vào đây. Sau đấy mình đun nước lên, đun nhiều nhiều nước một chút nha.
Cái ấm đun nước của mình là ấm đun nước của Russell Hobbs. Cái này mình mua rất lâu rồi. Mình thực sự mình không nhớ là mình mua ở đâu và mình mua như thế nào và bao nhiêu tiền nữa. Thực sự luôn á, mình xin lỗi các bạn. Thế nhưng mà lý do tại sao mình lại mua một cái ấm của Russell Hobbs là tại vì cái Russell Hobbs này là cái hãng của Anh các bạn. Cái đợt đó mình mới từ Anh về và mình mua cái này và mình cảm thấy đỡ nhớ nước Anh. Đun nước lên. Bây giờ cái nước đã sôi rồi thì mình sẽ rót vào trong này. Các bạn nên mua cái đồ thủy tinh mà nó chịu nhiệt, nó tốt một chút, bền một chút, dày một chút nha. Chứ đừng mua cái đồ mỏng quá, nó sẽ không chịu được cái nước sôi đâu. Mình thì mình thích mua cái đồ của Luminac. Mình thấy cái đồ của Luminac nó rất là, nó bền và nó rẻ. Những cái thứ đồ thủy tinh và những cái thứ đồ sứ của nhà mình ấy là cái đồ Luminac rất nhiều. Ok, mình đun hơi ít nước, thế nhưng mà mỗi ngày ấy, mình đều rót một cái gọi là lọ thủy tinh trà như thế này hết. Để lót cái gỗ này lên cho nó đỡ bị nóng cái bệ bếp. Sau đấy mình sẽ để nguội ở đây và sau khi mà nó nguội ấy, thì mình sẽ cho vào tủ lạnh để làm trà đá uống. Nó rất là tiện và nó thực sự eco-friendly tại vì các bạn sẽ không cần phải thải ra những cái túi lọc trà này, không cần phải thải ra những cái túi nhựa để bọc cái lọc trà này. Các bạn sẽ không phải đi mua những cái nước linh tinh ở ngoài này. Các bạn có thể hoàn toàn uống ở cái nước mà các bạn pha ở trong tủ lạnh ra, thực sự nó rất là tiện. Các bạn nên tham khảo cái cách này nha. Đi cùng với cái bộ này thực ra nó có hai lọ. Nếu mà các bạn mua cái Luminac này ở trên Shopee ấy, thì nó sẽ có hai lọ như thế này. Một lọ này thì để cái nước suối cũng được. Còn mình uống trà đá nhiều hơn, mình cực kỳ thích uống trà đá các bạn. Hình như người Việt Nam thích uống trà đá sao, mình cực kỳ thích uống trà đá, ngày nào mình uống trà đá hết. Đi đâu ăn mình uống trà đá hết ấy. Cho nên là mình lấy cái lọ to hơn để mình đựng trà đá và cái lọ nhỏ hơn để mình đựng nước, mình cho vào tủ lạnh. Thì đây là cái cách mà mình hãm trà uống hàng ngày. Tiếp tục đi vô trong bếp, ở giữa cái bếp ấy thì là cái bếp của mình. Ý là cái bếp nấu, ý là cái đồ nấu á, chính xác gọi là gì nhỉ? Bếp, đúng rồi, nó gọi là cái bếp thôi chứ nó đâu có gọi là cái gì đâu, đúng không? Đúng không anh? Đây là cái bếp ở trong cái gian bếp. Và cái bếp nấu của mình là cái bếp mà gọi là bếp hồng ngoại à? Chứ không phải là bếp từ các bạn. Nhìn này có vẻ giống như bếp từ nhưng mà nó là bếp hồng ngoại. Và đây là cái bếp của hãng Bosch. Và đây không phải là cái bếp mà mình mua, mà đây là cái bếp mà mình vô nhà thì người ta đã có sẵn những cái này rồi. Cái bếp này ấy, thì nó có một vài điểm cộng và một vài điểm trừ. Cái điểm cộng của nó ấy, các bạn thì rõ ràng là các bạn đã thấy rồi. Nó rất là mỏng, nó rất là đẹp và nó cực kỳ dễ vệ sinh luôn. Nó không kiểu như là lắt léo như là cái bếp ga, các bạn phải luồn lên luồn xuống, gỡ cái này ra xong rồi chà chà chà, xong rồi gỡ cái kia ra xong rồi lau lau lau. Ở dưới thì không phải như vậy, hoàn toàn phẳng và các bạn chỉ cần xịt cái nước lau kính mà các bạn lau như bình thường là nó sạch ong. Một điểm cộng nữa các bạn là mình có thể dùng cái này, tức là cái nồi thủy tinh. Mình có một bộ nồi, ba nồi thủy tinh. Đây là cái bộ nồi của Luminac, mình mua ở trên Shopee luôn. Nói chung thông thường khi mà mình mua đồ thủy tinh ấy, thì mình thường mua ở trên Shopee tại vì đỡ phải vác ấy, nó rất là nặng. Cho nên là mua online người ta mang đến tận cửa nhà mình đỡ phải vác không? Rất là tốt. Ba cái bộ nồi này, không phải ba cái bộ nồi, xin lỗi, một bộ nồi mà có ba cái. Thì cái này là cái lớn nhất này, cái này là cái nhỏ hơn, để mình lấy cho các bạn xem. Cái này là cái nhỏ hơn, dùng để nấu những thứ giống như là canh nhỏ, những cái hôm nào mà chỉ có một mình ăn ấy, thì mình sẽ nấu cái nồi này. Còn đây là cái nồi nhỏ nhất. Cái này để giống như là nấu những cái thứ cực kỳ nhỏ, những cái món xào mà rất là ít đồ này, hoặc là nấu mì gói thì nấu vào đây rất tốt tại vì nó rất nhỏ, cho nên là các bạn chỉ cần bỏ ít nước vào đây là nó sôi rất là nhanh. Cái bộ nồi thủy tinh ấy thì như các bạn biết nó không rẻ. Ngay từ khi mà mình mới ra trường đi làm ấy, là mình đã ao ước có một cái bộ nồi thủy tinh. Tại vì cái nồi thủy tinh thì nó đẹp, nó tiện hơn những cái loại nồi khác rất là nhiều. Nó dễ vệ sinh, nó dễ rửa, nó không lắt léo nhiều chi tiết. Nó chỉ có một khối thôi. Nó lại tốt hơn cho sức khỏe so với những cái loại nồi mà nó có chống dính ấy. Mà khi mà các bạn nấu bằng nồi thủy tinh ấy, thì nó không hề dính. Mà nó không cần có một cái chất gì để mà chống dính cả. Bởi vậy nó cực kỳ tốt, cực kỳ an toàn cho sức khỏe của bạn và mình. Ao ước có một cái bộ nồi thủy tinh rất là lâu các bạn. Nhưng mà một bộ nồi thủy tinh thì đến mấy triệu, mà lương tháng của mình hồi đó thì nó cũng chỉ có tầm chục triệu thôi. Mà mình thực sự là mình không mua được. Đến bây giờ thì khi mà mình mua được cho mình một cái bộ nồi thủy tinh thì mình rất là thích. Thực sự khi mà về nhà mới bắt đầu dùng nồi thủy tinh ấy, thì mình rất là thích. Và rất là may nha các bạn, cái này phải là bếp hồng ngoại thì mới dùng được nồi thủy tinh. Nếu mà cái này là bếp từ mình sẽ không được mua nồi thủy tinh, mà mình sẽ phải mua những cái nồi kim loại dành riêng cho bếp từ. Cái này bếp hồng ngoại thì có thể dùng cho tất cả các loại nồi. Bởi vậy đây là một cái hay nữa của cái bếp này. Tuy nhiên có một cái điểm trừ rất là lớn. Khi mà các bạn nấu bằng cái bếp hồng ngoại này này, mà chẳng may các bạn nấu nóng quá hay là cái gì mà nó bị trào ra, mà cái này nó khó ở một cái là các bạn biết sao, khi mà dùng bếp ga mà mình đun cái gì mà nó chẳng may mà nó trào ra một tí là mình có thể
tắt bếp đi liền, đúng không? Tắt bếp đi là nó ngắt nhiệt đi liền, nó không còn gì nữa. Cái này thì nó không như vậy các bạn. Kể cả các bạn tắt cái bếp này đi rồi, nó cũng sẽ còn cái nhiệt, mà nó không thể nào mà kiểu nó đột ngột nó tắt đi và nó không còn nhiệt được. Cho nên là cái đồ ăn nó sẽ vẫn tiếp tục trào. Mà các bạn biết đồ ăn mà trào ở trên cái bếp này là nó sẽ như thế nào không? Là nó sẽ kiểu nó xèo lên phát, xong rồi nó ám lại đấy, nó cực kỳ khó lau. Các bạn sẽ phải hì hục lau rất là lâu thì nó mới ra, chứ nó không dễ lau như những cái bếp khác là khi mà nó còn nóng mà các bạn lau ngay ấy, thì nó dễ ra hơn là khi mà các bạn để cho nó lâu ngày. Thế nhưng mà cái này thì thực sự là chỉ cần nó xèo lên một phát ở trên cái bếp nóng của các bạn thôi là sẽ cực kỳ khó lau luôn. Thì đó là cái điểm trừ của cái bếp này. Thì nếu mà các bạn đang suy nghĩ là có nên mua một cái loại bếp như thế này không, thì đó là điểm cộng, điểm trừ khi mà mình dùng để chia sẻ cho các bạn. Đây là cái bộ lò của mình. Nếu mà các bạn còn nhớ ấy, thì mình đã hỏi các bạn là nên để gì vào trong cái lỗ này. Lúc đầu mình định mua một cái lò vi sóng tích hợp lò nướng để vừa hâm đồ vừa nướng đồ luôn, cho nên là cái lỗ này mình sẽ không biết để làm gì. Rất là nhiều bạn nói với mình là để chạm bát vào đây, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ đẹp. Có nhiều bạn bảo để thùng rác ở đây, mình không nghĩ vậy, mình không muốn để cái thùng rác ở ngay giữa bếp mà còn ngay giữa nhà nữa. Cái bếp thì nó ở giữa nhà, mà để thùng rác ở giữa bếp thì nó là để thùng rác ở giữa nhà, đúng không? Mình mua một bộ lò vi sóng và lò nướng, cuối cùng sau rất nhiều suy nghĩ và sau rất nhiều bình luận của các bạn nói là không nên mua cái lò mà vừa nướng vừa lò vi sóng, tại vì những cái lò đó nướng sẽ không ngon. Cho nên cuối cùng sau khi mà mình suy nghĩ về công năng và về thẩm mỹ mà nói thì mình quyết định mình vẫn mua một cái bộ lò vi sóng và lò nướng. Đây là cái bộ của TK. Hôm đấy cũng lại như đi mua cái tủ lạnh, mình và anh bạn thân đo chiều rộng, chiều ngang, chiều sâu của cái này, của hai ô này. Sau đấy mình vào trung tâm điện máy, mình tìm mua cái loại lò gì mà nó phải vừa khít vào trong. Thì đây là cái lò mà mình ưng ý nhất về mặt thiết kế này, về mặt màu sắc và về mặt kích cỡ. Mặc dù cái bộ này thì khá mắc. Cái lò nướng này là 16 triệu và đánh trống cái lò vi sóng này là 22 triệu. Mình chưa bao giờ thấy một cái lò vi sóng trên đời mà nó lại mắc hơn cái lò nướng các bạn. Cái lò nướng nhìn nó to thế này, bao nhiêu công năng các thứ như thế này. Này các bạn nhìn này, bao nhiêu là thứ mà nó 16 triệu sang cái này 22 triệu. Mình bảo đấy có gì không ổn. Tại vì cái lò vi sóng ở nhà cũ của mình có mỗi 1 triệu rưỡi thôi. Mình không thấy có lý do gì mà mình phải bỏ 22 triệu ra để mua một cái lò vi sóng. Nhưng cuối cùng mình vẫn mua vì nó đẹp. Tại vì nó phải đi cùng một bộ với nhau, cho nên thôi mình nhắm mắt đưa tay và mình tự an ủi mình là ok, bây giờ nó đi cùng một bộ thì nó rất là đẹp. Với lại cái lò vi sóng này nó hiện đại hơn cái lò vi sóng cũ của mình ở chỗ là mình không cần mình không cần có cái tay cầm để kéo ra như là cái lò vi sóng 1 triệu rưỡi cũ của mình nữa. Mà bây giờ mình có thể làm cái trò này này các bạn. Ui chết, còn đồ cơm nguội ở trong này. Xấu hổ quá. Mình cảm giác là sau khi mà mình làm cái video này, mẹ mình sẽ gọi điện cho mình chửi cho mình một chọc khi mà mẹ mình biết là mình bỏ trường hết tiền để mua cái lò vi sóng ấy. Mẹ, nếu mà mẹ đang xem video này, có xin lỗi mẹ. Thôi quay lên trên đi. Ở trên này ấy, thì cái đồ đun nước các bạn đã thấy rồi. Ngoài ra mình có một cái đồ gọi là cái Nutribullet. Cái này là để xay sinh tố, xay smoothie, xay tất cả mọi thứ. Mà lần trước mình làm một cái video làm cái đồ ăn sáng bằng cái này đó, làm cái đồ ăn trưa chứ. Cái này ấy, nó rất là tiện ở một chỗ là các bạn thấy nó cực kỳ nhỏ và nó tiện ở một chỗ đồ xay của nó là cái cốc luôn. Đây, các bạn có thể xay luôn, sau đấy ấy, có cái nắp của nó thì các bạn nắp vào và các bạn mang đi thôi, chứ các bạn không cần phải xay ở trong cái đồ xay xong rồi chút ra ly, đóng ly vô mang đi xong rồi lại rửa cái đồ xay. Thì nó tiết kiệm cho các bạn một bước thì nó rất là tiện. Nhưng mà nói thật với các bạn, mình không biết là mua ở đâu nữa rồi. Tuy nhiên các bạn có thể mua những cái máy mà tương tự như thế này ở các hãng khác. Ngày hôm trước mình nhìn thấy cái máy gì nhỉ, Panasonic à, nó cũng làm giống y như thế này luôn, tức là nó là cái máy xay sinh tố hình viên đạn ấy. Nó rất là gọn, nó rất là nhỏ, thậm chí có phần nhỏ hơn như thế này nữa. Cái hình thức này ấy nó rất là tiện và nó rất là gọn, cho nên là rất nhiều hãng làm theo chứ không chỉ có một cái này không. Nếu như các bạn muốn mua chính xác cái này thì mình không nghĩ là còn nữa. Tuy nhiên các bạn có thể mua những cái thứ tương tự. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái đồ dụng cụ ăn uống của mình. Những cái dụng cụ ăn uống thì mình để ở trong cái ngăn kéo ở phía trên này. Thì đây là cái bộ đồ ăn cũng của Luminac, mình mua một cái bộ trắng luôn. Cái bộ chén dĩa này nó rất là tiện ở chỗ là nó bao gồm tất cả những cái món mà các bạn sẽ cần, tức là đĩa này, tô và chén nhỏ. Thì cái này nó rất là tiện ở chỗ là các bạn không cần phải đi mua từng cái đĩa, từng cái chén. Khi mà các bạn vào siêu thị ấy, thì người ta sẽ có cả một cái dãy mà các bạn có thể chọn từng cái chén một, từng cái đĩa một, từng cái tô một. Thế nhưng mà đối với mình ấy, mình thích nhìn nó thành một bộ, cho nên là mình mua
mua một bộ. Và bản thân khi mà các bạn mua một bộ 12 món thì nó cũng sẽ rẻ hơn là so với các bạn đi nhặt 12 món lẻ các bạn mua. Cái này là đồ Luminate mình cũng mua ở trên Shopee luôn. Bản thân cái chén nhỏ thì mình sẽ có 6 chén, một cái tô để đựng canh, và 6 với 1 là 7, 12 trừ 7 là 5 cái đĩa. Mình không muốn đếm từng cái đĩa, nhìn nó rất là ngớ ngẩn ấy, cho nên là mình sẽ cộng trừ. Mình biết là cái bộ này có 12 món. Thì nó sẽ có hai cái đĩa nhỏ này, một cái đĩa chung, lòng nó hơi sâu một tí để các bạn có thể để những cái món giống như kiểu là thịt kho, cá kho mà nó có cái sốt ấy. Còn hai cái đĩa này là hai cái đĩa lớn và dẹt để các bạn có thể để những cái món như là rau xào này, những cái món nhiều nếu mà khô. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sống một mình cho nên là 12 món là rất là đủ cho mình rồi. Nếu mà về sau mình lấy chồng, không phải là nếu về sau mình lấy chồng, chắc chắn mình sắp lấy chồng đấy, nhưng mà về sau mình có chồng có con rồi, cái gia đình nó lớn hơn và mình cũng có nhiều bạn bè đến chơi hơn, thì mình sẽ phải mua những cái bộ mà nó nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì mình thích cái bộ này. Và một cái điểm tốt của nó nữa là bởi vì nó trắng đơn giản như vậy, cho nên nếu chẳng may mà các bạn sơ ý, bạn có làm rơi vỡ cái món gì đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ dễ dàng thay thế, chứ không phải là có một cái hoa văn gì mà nó khó tìm. Mà khi mà các bạn mua một cái món mới thì nó lại kiểu nó lại va nhau cành cạch ra ấy. Thì đấy là những cái lợi của việc có một cái bộ bát đĩa mà nó trắng đơn giản. Những cái dụng cụ ăn uống của mình thì ở bên này là toàn đũa gỗ, không có gì đặc biệt để nói. Ở bên này mình để những cái thìa dĩa, và đặc biệt nhất là mình có rất là nhiều những cái ống hút bằng thủy tinh này, kim loại này. Ở đây mình có một cái ống hút to để uống trà sữa trân châu nữa này. Những cái này các bạn có thể mua ở trên Zero Waste Sài Gòn, cực kỳ nhiều mẫu mã và cực kỳ nhiều cái màu sắc để các bạn chọn. Nhìn cái này nó rất là Tumblr đúng không? Nhìn nó rất là, đây là cái màu mốt của bây giờ đúng không? Cái màu mà kiểu ánh lên này nè. Bản thân mình thì thích cái này hơn. Ống hút mà kim loại ấy, bao giờ nó cũng có một cái mùi đặc trưng của nó. Khi mà các bạn cho vào miệng nó có cái mùi kim loại, bởi vậy mình thích cái thủy tinh nhất. Đồng ý là nó dễ vỡ hơn cái kim loại. Thế nhưng mà khi mà các bạn cho vào mang đi nha, tất nhiên ở nhà thì cái gì bằng thủy tinh các bạn cũng phải giữ rồi, đâu phải ở trong bếp nhà bạn chỉ có một cái này bằng thủy tinh đâu đúng không? Ở nhà thì phải giữ rồi tất nhiên. Tuy nhiên khi mà các bạn mang ra ngoài đường đi mua trà sữa trân châu chẳng hạn, hoặc là đi đâu uống nước chẳng hạn mà mang cái này đi nha, thì mình có một cái này. Đây là một cái túi vải rất là đơn giản như thế này thôi, cho vào đây mang đi thì bản thân cái túi vải này ấy, khi mà các bạn cuốn lại ấy, nó sẽ đủ dày để nó bảo vệ cái ống hút khỏi vỡ ha, nó không va đập với các thứ mà nó cũng sạch hơn. Đi mua trà sữa trân châu chẳng hạn, mình uống xong ấy, thì mình sẽ cho lại vào trong cái túi vải này. Cái lúc đấy thì nó sẽ bẩn, mình mang về mình rửa cái ống hút và mình giặt cái này luôn, thế là lại sạch sẽ để dùng. Nó đơn giản như thế thôi các bạn ạ, nó không có gì phức tạp cả. Thế cho nên nếu mà các bạn muốn giảm thiểu cái lượng ống hút nhựa mà các bạn sử dụng ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái cách mà mình làm. Mình vẫn làm như vậy đó. Quên ông nói, một trong những cái lý do mà mình thích dùng cái ống hút bằng thủy tinh mà nó trong suốt như thế này ấy, là tại vì nó dễ rửa. Các bạn rửa bên trong các bạn có thể thấy là nó sạch chưa. Những cái ống hút mà bằng tre hoặc là bằng kim loại nhiều khi các bạn không thấy bên trong, các bạn không cảm thấy yên tâm khi mà các bạn rửa. Mình dùng cái này này, cái này cũng là mua ở Zero Waste Sài Gòn luôn. Cái này là cái sơ dừa và cái này là cái cây kim loại bình thường thôi. Thì khi mà rửa những cái này các bạn chỉ cần cho vô rửa là sạch sẽ như vậy thôi. Cái này thì mình vẫn để ở đây để mình rửa. Còn hai cái ống hút này mình đã dùng rất nhiều rồi, bây giờ nhìn nó hơi cũ rồi, nó không còn mới nữa, hơi bôi bác một chút. Hy vọng là các bạn đã thích một cái tour ở quanh cái bếp của mình để xem bếp của mình có những cái gì. Tất cả những cái món đồ mà mình nhắc đến ở trong video ngày hôm nay mình sẽ đều để danh sách và link ở phía dưới để các bạn có thể kéo xuống tham khảo nếu mà các bạn muốn nha. Nếu mà các bạn muốn tham khảo những cái món mà mình mua ở trên Shopee thì các bạn nên tranh thủ đi, tại vì người ta đang có những cái khuyến mãi rất là lớn mà các bạn mua thì sẽ được giảm giá rất nhiều, rất là lợi. Tranh thủ mua vào mấy hôm nay đi. Thực ra đã có những cái video mình nói là mình mua đồ online và mình mua đồ ở trên các cái trang thương mại điện tử, và có một số bạn bình luận là không biết là đồ bán ở trên những cái trang thương mại điện tử thì nó có phải đồ chính hãng không. Một mẹo dành cho các bạn, khi mà các bạn mua đồ ở trên Shopee ấy, các bạn vào cái món nào các bạn tìm một cái mục nó ghi là hàng chính hãng 100% ấy. Mình toàn thế, nói chung là mình chỉ mua những cái món nào mà ở trong góc người ta ghi là hàng chính hãng 100% và người ta sẽ có trách nhiệm đảm bảo với mình cái đó là hàng chính hãng. Nhớ like và đăng ký kênh nhá, tại vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa, và tất nhiên là mình sẽ quay lại với một cái video house tour để cho các bạn xem tất cả các thứ chứ không chỉ có cái bếp đúng không? Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.